Quá vui, Hồng Loan được chị Ba Bình Tinh tặng xe hơi sang gần 2 tỷ đồng. Mới đây, trong buổi livestream mới nhất của mình, nghệ sĩ cải lương Bình Tinh, chị Ba kết nghĩa của Hồng Loan cho biết chị đã đặt hàng chiếc xe để tặng em gái. Đó là chiếc xe MPV Kia Carnival 2022 mới, đã nhận được không ít lời khen ngợi khi ra mắt và nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe MPV hot nhất tại Việt Nam. Không chỉ riêng gia đình Bình Tinh và Hồng Loan, nhiều đại gia chơi siêu xe cũng ưa thích mẫu MPV này. Những hình ảnh Bình Tinh chia sẻ cho thấy chiếc xe Kia Carnival 2023 này sở hữu màu sơn đỏ rô và có logo hoàn toàn mới thuộc phiên bản 7 chỗ ngồi với nội thất bọc da hai tông màu là da bò và đen. Kia Carnival 2023 bản cao nhất tại Việt Nam, dung tích 3,5 lít cho công suất tối đa 268 mã lực, mô men xoắn cực đại 331 nm. Còn các phiên bản khác sử dụng động cơ diesel tăng áp dung tích 2,2 lít, sản sinh công suất tối đa 199 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 440 nm. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Mức giá xe Kia Carnival 2023 hiện bán tại Việt Nam từ 1,199 tỷ đến 1,839 tỷ đồng, chưa tính chi phí lăn bánh. Riêng bản Royal với nội thất hạng thương gia Kia Carnival có giá lên tới 2,379 tỷ. Bên cạnh việc tặng xe cho em gái Hồng Loan, Bình Tinh còn tuyên bố sẽ lo toàn bộ chi phí ăn học cho bé Pun, con trai út của Hồng Loan. Bình Tinh dự tính cho bé Pun học trường quốc tế Mỹ Việt ở quận Phú Nhuận, ngôi trường tiểu học tốt nhất tại Sài Gòn hiện nay với học phí lên đến 900 triệu. Đây sẽ là môi trường tốt để Pun phát triển về năng lực lẫn các kỹ năng mềm cho sau này. Học phí 900 triệu có thể bao gồm hoặc không có sách giáo khoa, văn phòng phẩm, đồng phục, sinh hoạt ngoại khóa. Nếu các khoản này chưa được tính trong học phí, phụ huynh phải chi thêm 10 đến 20 triệu đồng một năm. Nếu cho con ăn bán trú đưa đón, phụ huynh nộp thêm lần lượt 15 đến 40 triệu và 20 đến 35 triệu đồng mỗi năm. Được biết đây là ngôi trường mà con của nhiều đại gia Việt học tập. Học sinh ra trường sẽ biết nhiều kỹ năng để phát triển tương lai. Trước đó, nghệ sĩ Bình Tinh, con nuôi của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã có phản hồi chính thức liên quan đến thông tin Bình Tinh lấy hết tài sản của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Bình Tinh bức xúc khẳng định cô không nhận bất cứ số tiền nào sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời. Đây không phải lần đầu tiên Bình Tinh và gia đình phải lên tiếng về những tin đồn thất thiệt. Ngày 7 tháng 3, nhà báo Song Minh, người đồng hành cùng gia đình nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đại diện gia đình lên tiếng bức xúc, mong nạn tin giả trên YouTube buông tha cho Bình Tinh. Nhiều YouTuber bịa đặt thông tin ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng thời trẻ vướng mọi tật xấu nên tán gia bại sản, sống cô độc nghèo khó. Chuyện vợ con của Vũ Linh bất ngờ xuất hiện ở đám tang gây rối, đòi chia gia tài với con nuôi và người thân. Nhà báo Song Minh chia sẻ, đại diện gia đình cho biết họ bức xúc nhất với tin giả Vũ Linh trước khi mất để lại hết tài sản cho con gái nuôi là nghệ sĩ Bình Tinh. Chuyện này đã được gia đình giải quyết, buộc kẻ đưa tin giả xóa clip. Trong suốt những ngày diễn ra tang lễ, anh Song Minh cho biết Bình Tinh chỉ ngủ được 2 tiếng một ngày. Nữ nghệ sĩ vừa túc trực bên linh cữu Vũ Linh cùng người thân, cô thậm chí vẫn phải né nỗi đau để đi diễn. Do đã nhận lịch từ trước, sau khi đi hát, cô liền trở về nhà của Vũ Linh để cùng gia đình phụ giúp tang lễ. Trong ngày đưa linh cữu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về nơi an nghỉ cuối cùng, Bình Tinh cầm bài vị của cha nuôi, khóc nấc, phải nhờ hai người dìu. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ di chúc mà nghệ sĩ Vũ Linh để lại cho riêng cô rằng, di chúc ba để lại cho con gái nuôi, giữ đạo đức, hát hay, diễn giỏi, luôn cố gắng, tài sản khủng ba để lại cho con gái nuôi, là duyên, là nghề. Xôn xao chuyện Thành Mỹ và Bùm Bùm phải dọn ra khỏi nhà của Hồng Loan sau phiên thẩm định nhà. Liên quan vụ tranh chấp về thừa kế đối với di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Tòa Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu của bà Võ Thị Hồng Nhung. Tòa án đã xem xét thẩm định tại chỗ với hiện trạng nhà và đất số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, số hồng được Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh năm 2015, hiện đã cập nhật sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan vào ngày 19 tháng 4 năm 2023. Buổi xem xét thẩm định được tiến hành với sự có mặt của các bên liên quan gồm phía nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tòa án đã lập biên bản thẩm định tại chỗ, ghi nhận hiện trạng diện tích căn nhà và hiện có 10 nhân khẩu đang sinh sống. Trước đó, ngày 26 tháng 11, tòa án đã xem xét thẩm định tại chỗ với hiện trạng hai thửa đất số 8788, thửa bản đồ số 3 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, do Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức cấp cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ngày 26 tháng 10, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đến xem xét thẩm định tại chỗ tại nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận đối với yêu cầu phản tố của bà Hồng Loan, yêu cầu bà Hồng Nhung và bà Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà. Trong vụ việc tranh chấp về thừa kế và đòi nhà cho ở nhờ mà Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã thụ lý, theo đơn khởi kiện
và đơn khởi kiện bổ sung. Nguyên đơn yêu cầu tòa hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy khai sinh, hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy giao nhận việc nuôi con nuôi của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận liên quan đến bà Hồng Loan, yêu cầu chia di sản thừa kế của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh với hai thửa đất số 8788 và căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1 quận Phú Nhuận cho bà Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu, em trai của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đáng chú ý, có nhiều thông tin cho rằng sau khi thẩm định nhà bắt buộc Bùm Bùm Thành Mỹ phải dọn ra khỏi nhà, chị Ni cho biết thông tin này không đúng. Về nguyên tắc, căn nhà này thuộc quyền sở hữu của Hồng Loan, nên sau khi thẩm định xác định đây là tài sản của Hồng Loan, Hồng Loan có quyền đuổi hoặc cho những người không liên quan ở lại trong căn nhà. Trường hợp này Hồng Loan cho phép Thành Mỹ và Bùm Bùm ở chung với mình, nên không có chuyện hai người này phải dọn ra khỏi nhà. Đến khi nào Hồng Loan không cho phép nữa thì hai người mới phải dọn ra. Tuy nhiên đó là trường hợp không thể xảy ra, đây chỉ là thông tin do phía kền tung ra nhằm chia rẽ nội bộ phía Hồng Loan. Được biết Thành Mỹ và Bùm Bùm là hai người luôn bảo vệ lẽ phải và theo phe Hồng Loan từ đầu drama tới giờ. Bùm Bùm còn bị cha ruột chửi mắng và từ mặt cũng chỉ vì bảo vệ Hồng Loan. Trong phiên làm việc, nhiều lần chú Bảy đã nhắn tin xin được gặp mặt cháu ngoại là con trai của Bùm Bùm. Tuy nhiên Bùm Bùm từ chối việc này và cho là không cần thiết, không muốn chuyện xấu xảy ra nên Bùm đã từ chối cho Bin gặp ông ngoại. Sau phiên thẩm định nhà này, tòa sẽ tiếp tục làm việc để xác định giá trị của các tài sản khác, làm cơ sở để xác định án phí mà người thua kiện phải chi trả cho phía tòa án. Không chấp nhận thua cuộc, cô Sáu tiếp tục tới trước bàn thờ cố nghệ sĩ Vũ Linh để ăn vạ, bắt Hồng Loan chia bớt tài sản. Đã gần 9 tháng từ khi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời mà mọi chuyện trong gia đình ông vẫn cứ rối tung lên khiến ai nấy không khỏi xót xa, vì nam nghệ sĩ đã nằm xuống mà vẫn chưa được yên nghỉ. Dân tình càng thêm bức xúc bởi những việc làm của cô Sáu Hồng Nhung, mới đây nhất là vụ kiện thứ 5 của cô Sáu Hồng Nhung đối với cháu ruột là Hồng Loan. Trong lá đơn thứ 5 này, chứ không đứng đồng sở hữu như trước nữa. Điều này khiến những người theo dõi vô cùng bức xúc. Cô Sáu cho rằng Hồng Loan không phải con ruột mà chỉ là con nuôi mà cũng không có giấy tờ gì rõ ràng thì không có quyền được đồng sở hữu. Thay vào đó, Hồng Phượng con gái của bà mới có toàn quyền quyết định về khối tài sản này. Bà cho rằng Hồng Loan đã thuê một số nghệ sĩ như Nguyên Vũ, Linh Tý dàn cảnh để chiếm đoạt tài sản của anh trai mình. Bà cũng nói rõ quan điểm, việc Hồng Loan chỉ là một đứa con hoang không có quyền đòi hỏi, gia đình bà muốn cho gì thì cho, đuổi ra khỏi nhà là phải ra, không có bất cứ một thứ quyền hành vô lý nào mà người dưng lại đuổi em ruột ra khỏi nhà. Trước đó, sau khi Hồng Loan tiết lộ đã mời mẹ con cô Sáu Hồng Nhung, Hồng Phượng ra khỏi nhà vì không tìm được tiếng nói chung, thì mới đây mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh dọn đồ ra khỏi nhà nhưng lại có hành động khiêu khích trước bàn thờ của anh trai, làm khán giả vô cùng phẫn nộ. Theo đó, cô Sáu Hồng Nhung từ phòng bước ra và cầm theo đồ của cháu gái, con của Hồng Phượng, dơ lên trước bàn thờ và luôn miệng nói đồ của Ruby nè anh Năm. Chưa dừng lại, bà còn tiến đến trước camera trong nhà khiêu khích đồ của Ruby mà anh Năm thương nè anh Năm. Chính thái độ của cô Sáu Hồng Nhung khiến dân tình cho rằng bà khiêu khích và ăn vạ cũng như thiếu tôn trọng người đã khuất. Có lẽ vì cay cú khi bị Hồng Loan mời khỏi nhà nên bà Hồng Nhung mới có hành động như thế. Tuy nhiên bà càng làm thì càng bị chỉ trích vì hiện tại đa số khán giả đều bênh vực Hồng Loan. Trong thông tin được chia sẻ trên các kênh chính thống, Hồng Loan tuy có khả năng cao giành được phần thắng trong vụ kiện, nhưng vì quá lo lắng, khiến cô sụt cân mất ngủ, mâu thuẫn trong gia đình. Hồng Loan cho biết phải mượn nợ để lo sinh hoạt phí và lo cho các con, nhưng may mắn được các anh chị thân tình và những khán giả yêu thương của ba giúp đỡ. Cô không dám kể với ai vì sợ mọi người nói mình than thở. Hồng Loan cũng chia sẻ sau khi ba mất, số tiền trong két sắt còn lại là 13.000 đô. Cô đã lấy ra 5.900 đô để sửa lại chiếc ô tô cũ mà ba để lại và mua gạo phát từ thiện, mua chim cá phóng sinh. Số tiền còn lại hiện, Hồng Loan cũng không rõ ai đang nắm giữ. Riêng tiền phúng điếu và tiền quyên góp xây mộ cho nghệ sĩ Vũ Linh, mẹ con cô Sáu đang là người nắm giữ. Sau khi trợ lý Kim Nga đòi ban thờ, Hồng Loan đã gọi điện trả nhưng Kim Nga lại không nhận. Tuy nhiên, Hồng Loan vẫn quyết định thay bàn thờ to hơn, bài trí tươm tất hơn để làm nơi thờ cúng cho ba. Đã có rất nhiều hoa và trái cây của các đồng nghiệp, người hâm mộ gửi đến tưởng nhớ nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan cũng cho biết từ khi ba mất, nhưng chưa được sự yêu thương của các cô chú, Hồng Loan mua may bán đắt nên cuộc sống dần ổn định hơn. Từ nay mọi người đến thăm cha con thì chỉ xin mọi người đi tay không. Không cần phải mua quà nữa. Hãy để những thứ đó tặng lại cho những người khó khăn hơn con. Có gì thì sau này sẽ tính tiếp. Hãy để mọi thứ được suôn sẻ nhất để ba của con được an tâm nơi chín suối. Hồng Loan chia sẻ.